Xin chào anh em nha. Thì hôm nay như theo một số anh em người ta nhắn tin qua fanpage á, họ làm cho 775 và 975. Hôm nay mình làm cho cả thằng A3000 nữa. Thì úp thêm một số xì tai. Và cái bộ này thì mình cũng ghép trên cho 950 và 750 và A2000 ghép đôm bộp kit DG rồi có V5 Trọng Nguyễn nhé. Và mình làm thêm một bộ nữa, đó là bộ V11 dành cho 950 A2000 và 750. Bộ này thì nó chạy trên V11 và V12 nhé, DJ thì đầy đủ nhé. Và mình cũng nói trước cái kênh này thì mình không thể bật kiếm tiền được, tại vì nội dung nó bị nhiều cái nội dung nó bị báo cáo bản quyền gì đấy. Thì anh em thì đăng ký cho mình cũng được mà không đăng ký cũng được. Nói chung là mình làm cái kênh này để cho anh em lấy dữ liệu và giúp anh em nhạc công. Thì anh em mình giờ cùng đến với lại cái demo xì tai của cái bộ này, của bộ của đâm SX900 nhé. Okay.
Dư trời thấy ghê lắm. Dữ trời đi ghê lắm. Test xì lô. Có Xin lô đủ bao không? nhiêu gốc? Test xì lô. Duy ngôn nha anh em, con vip nhất quyền chân thời sông đốc. Gương mặt thân quen của chúng ta đây. Cũng xin nhắc lại với anh em là bộ này có thể chạy được trên 750 và 950 luôn nha anh em. Từ 750 trở lên thì rất là hay nha nè, sạch sẽ luôn. Cái bộ Summer VIP nhất cho 750 và đến XX900. Style cơ bản đầy đủ hết nha. Style intro bài ABCD đầy đủ hết luôn. Tất cả cơ bản đầy đủ hết nha. Chào anh em nha. Tất cả xe tay đều đầy đủ hết. Hôm nay thì Duy Ngô sẽ chính thức demo cho anh em xem. Suy nghĩ bài hát. Đang chuẩn bị demo mà. Rồi, chuẩn bị vô nha anh em.
Mê thì cái rô mê nặng chỉ có 6 mê thôi, nhưng mà chạy full hết được gần 300 xì tay. Đầu chưa? Rất là sạch sẽ, rất là hay nha anh em. Tay thích hợp đến mấy bạn người Bắc. Tay nè. Tông demo bài có tông ấy. Anh chết không ăn. Anh chết đi ăn. Mình đang demo style cơ bản thôi nha anh em. Còn chút xíu mình sẽ demo những cái style intro. Các bạn giờ điều Boston nha. Thank you.
3 nha anh em. Rất là nhiều combo nha. Full hết trơn. Tập hợp tất cả các chiêu tài của các cầu thủ nha anh em ơi. Nói chung là mỗi cầu thủ sẽ có 1-2-3 chiêu tài hết, đầy đủ hết trơn luôn. Chiêu tài rất là sạch, chắc luôn nha. Chân có bài bên này bác làm cũng nhau dễ hát. Bài chất nè đánh nhạc càng we'll be right back.
chia sẻ lên nhóm cho mình, nhóm trong nghề đàn đó, anh em chia sẻ lên nhóm giùm mình, 2-3 hội nhóm giùm mình nhé. Demo cho anh em nghe. Cân chỉnh rồi, nâng bass lên, rồi nâng trống đồ lên hết, cân chỉnh rất là kỹ nha anh em. Tất cả chi tay cơ bản này là một hồi mình sẽ chuyển sang là chi tay intro nha. Mình sẽ đi demo lượt qua vài địa điểm nữa, mình sẽ chuyển qua chi tay intro. Tất cả là mình đã cân chỉnh rất là kỹ, rất là sạch. Mà mỗi cái gimbal mỗi khác nhau ha, nó không có nó giống nhau như vậy. Như gom tất cả các cầu thủ lại mà. Cái chút gì đó. Không có nào giống cái nào. Cho con ba cành cây luôn. Nghe chưa? Thầy mấy anh em cầm cái họ khỏi mướn đợi kẹt. Khỏi? Chơi, chơi thế loại nào cũng được chứ. Cô nha anh em, là xong rồi mình sẽ chuyển qua sửa lại cho. Ôi da. Đàn luôn em ngồi.
anh chơi đi. Ô má nó tiếng đàn tỏ giống. Ê mẹ, nó chạy lộn á. Có được bên này. Hết cái disco này mình sẽ chuyển qua stand cho nha anh em. Thì tiếng đàn nó ở mà lộn giờ xì tay lên 127 là lớn nha. Vô sạch nha anh em.
À dùm để bê đi. Mình chuyển một hai cái thôi chứ đâu có demo hết đi. Thì dừng nào rồi. Thế cái nào nó xì tay quan trọng mình hay còn xì tay bình thường nó thì khỏi. Rất là sạch, mình đã cân chỉnh hết trơn rất là kỹ. Intro bài khi bấm vô intro là có tiếng hết anh em, khi bấm vô intro là sẽ có tiếng hết chứ không đầy đủ hết nha anh em. Rất là hay nha anh em. Tại vì tại em mong chờ. Rồi, cái gì? Bạc phẩm nha anh em. Hình như mình không phải đảo phẩm nữa thì phải á. Có ừ. Đó, đúng rồi. Ai đưa về nhà, ai cho lộc nhà tôi. Người xa cách ta, từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê. Những cây hoa mãi đau, như đời hoang lưu đường. Tình anh năm tháng, rất là hay nha anh em. Rồi, chuyển qua bài C đi. Chữ cờ nha mọi người. Bài gì vậy? Dạo gì thấy ghét rồi. Dạo nghe dễ thương quá. Tay intro cho anh em đi solo nha anh em. Này bạn thân ơi,
kia. Có nhớ đêm nào? Nè, chỉ riêng 13 đánh luôn. Rồi, tiếp tục. Có nhớ điểm nào nha anh em? Trung Quân Idol à? Những style này quen thuộc cho anh em đi show những gặp những cái bài rồi dê nghe anh em chưa giờ thì chưa giờ bài này nghe thích. Okay.
ghê chưa. Anh em vô coi. Anh em đi chia sẻ giùm em lên nhóm anh em đi ơi. Tất cả em đã cân chỉnh hết trơn rồi anh ơi. Thì tay ra đúng chất luôn. Tất cả em đã cân chỉnh rất là kỹ. Nâng bát, em nâng bát rồi nâng kíp thì cân chỉnh rất là sạch luôn. Đó là gì? Nhóm giùm em nha anh Jimmy. Khổ trước sương sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Sau trước hôm sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai. Chữ gì đây bạn? Tới chữ E. Chữ E. Sập gì đây người ta mới mê. Nữa đó em. Con đời giống y chang như tôi vi luôn vậy đó. Nó bảo lên gì đó. Hoài đó. Rồi. Em ơi lên phố hả?
chia sẻ lên nhóm giùm mình nha. Ok. Là gì đây? Gánh mẹ. Tặng luôn nha. Cho con gánh mẹ một lần. Cảm ơn nha. Con muốn xài cái bộ này thì nó anh ghép cho nha. Chỉ còn một cái drum thôi là mình chạy được tất cả các xì tai nha. Mình yên tâm đi, rất là hay. Xì tai rất là sạch. Con xin gánh nắng dài sầu, làm sao quên hết những ngày bên nhau. Cho con gánh mẹ đôi vai thân cò lầy lội sống hôm mỗi ngày. Hương hồng cài áo trứng thân đầu bằng bông hiếu như ngày nào. Ngày xưa không đồ rồi. Không mà xì tay này đúng. Đây sạch đúng không? Rồi, cái chữ hát nha. Đó. Này thì style độ cơ bản đầy đủ cho anh em đi show. Không nha. Tôi hát luôn nha, tôi hát luôn đó. Bạn điểm tôi hát luôn đó. Cơ ơn đại đi, ở trong đây nó nhỏ. Tôi hát luôn nha ba. Vô chưa? Lơ vô, em gửi anh những lời chào. Những người mà đi vô, thì làm gì đến không? Tại sao lại cách xa, còn yêu thế mà để đây bên mỹ khi mùa xuân đang lạnh. Mở cái đường hát. Rồi. Cha anh làm cán bộ. Cha anh làm cán bộ. Hồng Nhan à. Ta tạm thời xem nghe này cả nhà. Chú ơi. Dạ, đang ở nhà. Ừ, rất là sạch nha bạn ơi. Rất là sạch luôn, rất là hay luôn. Xì tai nào cũng rất là sạch sẽ. Bây giờ mình chuyển qua tới chữ khác đi chứ. Tới chữ H rồi đúng không? Dạ, con có nghe anh Nam có nhắn tin không? Chữ K. Con tranh thủ. Rồi, ok. Chữ K này là khác dạ, tình. Dạ để với đó tranh thủ vẫn ở chỗ nhà cũ hả chú? Dạ, dạ.
Rồi. Chuẩn bị nghe anh em. Rồi. Tất cả sẽ tay mình đã làm lại. Nói chung là nâng bass rồi nâng trống hạ trống rồi cân chỉnh tiếng rồi. Nghe rất là sạch nha anh em.
thôi mình hết livestream này mình nghỉ nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ inbox trực tiếp cho mình nha anh em. Anh yêu em em. Rồi ok, nói chung là tất cả đầy đủ full, rất là hay, lại sạch sẽ, bao in bao hay, hỗ trợ từ 7-10 đến ở đi 900 luôn nha anh em. Và cũng có cái bộ 750 và 950 A2000 luôn anh em. Anh em nếu cần thì cứ inbox trực tiếp cho mình nha. Rồi xin tất cả anh em cảm ơn nha, anh em đã theo dõi nha. Bye bye.